Rồi, xin chào mọi người. Trong thời gian qua thì tôi nhận rất nhiều câu hỏi tất cả của mọi người về vấn đề là vaccine nói chung, và cái vấn đề là một số người là F0, tức là đã nhiễm rồi thì có nên tiêm vaccine hay không, và khi nào tiêm vaccine hiệu quả như thế nào đó. Thì thực ra thì Thành phố Hồ Chí Minh chúng ta là một nơi là có tỷ lệ nhiễm F0 cao nhất luôn. Theo con số báo cáo của Việt Nam mình nó khoảng 500.000 người F0. Đó. Nhưng thực tế tôi nghĩ con số nó cao hơn nhiều. Đó. Vì chúng ta biết rằng nhiều đôi khi cái nhiễm cộng đồng chúng ta đâu biết được, và nhiều người nhiễm không triệu chứng. 80% nhiễm không triệu chứng mà. Đó. Còn triệu chứng nhập viện thì đâu phải ai nhập viện. Nhưng cái tỷ lệ mà nhiễm năm trong con số 500.000 là con số nó còn lớn hơn nhiều nữa. Như vậy sai được vấn đề là F0 có nên tiêm vaccine không, mà khi nào tiêm và tiêm thì nó hiệu quả như thế nào. Đó, thì câu hỏi rất là chính đáng. Thì theo các công việc nghiên cứu và các nước, tại sao người ta nói là F0 chứng nhận mình có một cái giá trị trong vòng 6 tháng thôi. Tại vì sao? Sau 6 tháng là khả năng nồng độ kháng thể bảo vệ của chúng ta bắt đầu giảm dần, và đến giảm một mức nào đó có thể là nó không đủ bảo vệ sức khỏe chúng ta nếu chúng ta nhiễm đó. Cho nên người ta khuyên là nếu đã bị F0 thì muốn tiêm vaccine hoặc tiêm như thế nào thì sau 6 tháng tiêm. Như vậy F0 có giá trị khoảng 6 tháng là giá trị tốt nhất đó. Như vậy trong vaccine cơ thể chúng ta tạo ra miễn dịch chống lại một con vật lạ nào đó, virus nào đó, vi khuẩn nào đó, thì đang gọi là có hai loại là chủ động và là bị động. Bị động là sao? Là chúng ta bị nhiễm một con virus nào trong cơ thể chúng ta tạo ra cái kháng thể chống lại nó. Còn chúng ta đưa một cái kháng một con cơ thể virus vào cơ thể chúng ta để tạo ra chống lại nó. Như vậy, các kháng thể chủ động và bị động, đúng không? Nói chung là kháng thể đó, tức là chúng ta phối hợp giữa kháng chích và bị nhiễm thì đã tạo ra một cái sự đề kháng như thế nào. Thì ra tôi cũng đọc một số tài liệu nghiên cứu rồi, thì những người nào đã nhiễm F0, đã nhiễm mà gọi là F0 đó, thì nồng độ độ kháng thể bao giờ cũng cao hơn rất nhiều so với người tiêm vaccine đó. Nhưng một điều, những người nào đã nhiễm gọi là F0 mà tiêm vaccine nữa thì cực kỳ hiệu quả. Hai cái phối hợp chỉ chủ động và bị động, và chính vì tiêm phối hợp vậy cho nên cái khả năng mà tái nhiễm của người F0 cộng vaccine á, là nó giảm giảm khả năng tái nhiễm gấp hai lần, đúng không? Bình thường ví dụ bây giờ tôi là F0 thì tôi dễ nhiễm nhiễm cũng như mọi người khác, nhưng mà tôi tiêm được vaccine thì khả năng tái nhiễm của tôi giảm gấp hai lần so với người khác. Như vậy F0 nên sau 6 tháng chủ động tiêm vaccine tiếp, cực kỳ hiệu quả. Vì sao? Chúng ta vừa có vaccine chủ động là chúng ta đưa vào, và chúng ta đã bị nhiễm trước đó là thụ động nữa. Hai cái yếu tố nó cộng lại. Cũng như giáo sư Dũng mà trưởng khoa y tế công cộng động dược, thầy có nói là bản thân thầy là người đã tiêm vaccine. Nếu được nhiễm một chút xíu virus, tức là tạo một cái miễn dịch, thì hai cái miễn dịch nó cộng lại cực kỳ hiệu quả. Đó. Không, ví dụ mà vui vui như thế, không ai muốn nhiễm nặng, tức là ý muốn nhiễm một cái nhẹ nhẹ nào đó. Thế nên F0 vẫn phải tiêm vaccine sau 6 tháng thì tạo một cái sức miễn dịch rất tốt và miễn nhiễm rất cao so với tất cả những người F0 hoặc là những người đã tiêm vaccine đó. Nhưng mà vấn đề đặt ra là đôi khi làm sao chúng ta biết ta là F0? Ví dụ ở nhà có một người bị nhiễm, bị sốt rồi xét nghiệm dương tính đó, là có rồi gặp gì này nọ, có chứng nhận vô bệnh viện điều trị hết thì có F0. Nhưng mà đâu phải ai cũng bị đâu, 80% không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ, làm sao biết được. Cho nên sai lầm vấn đề đó là chúng ta phải kiểm tra. Ví dụ bây giờ nhà chúng ta 5 người, có 2 người bị, còn 3 người bình thường mà chúng ta cũng thường xuyên tiếp xúc nữa, thì chúng ta nên sau khi ổn định xong chúng ta phải làm gì? Xét nghiệm, là test, kiểm tra nồng độ kháng thể trong cơ thể. Nếu như chúng ta kiểm tra nồng độ mà chưa chắc vaccine mà nồng độ nó vượt ngưỡng quá mức thế này có nhiễm rồi thì chắc chắn chúng ta là F0 rồi. Và hiện tại rất nhiều, đặc biệt những khu nhà nhỏ
trong hẻm, trong cụm cư chật hẹp thì cái việc tỷ lệ nhiễm rất cao. Tôi đã từng biết những cái hẻm ở cái vùng huyện xa xôi, khu ở trọ nguyên một khu nhiễm 300-400 người hết, mà trong đó hơn 2/3 là không có triệu chứng. Cho nên những người đó mà cũng không test nữa, không biết gì hết, trên người đó có nguy cơ, yếu tố nguy cơ thì chúng ta nên đi kiểm tra nồng độ kháng thể. Và khi nồng độ kháng thể vượt quá cái ngưỡng này, chắc chắn là chúng ta biết là chúng ta F0, và chúng ta cũng chủ động lấy cái mốc thời gian đó để mình biết là sau 6 tháng đến 1 năm chúng ta bắt buộc phải tiêm vaccine để chúng ta có lại một cái miễn dịch chủ động, miễn dịch chủ động cộng miễn dịch thụ động ra một cái nhìn phức hợp rất là an toàn. Đó. Thì đó là một cái nội dung mà nói để mọi người biết là dù chúng ta F0 rất khỏe mạnh thì chúng ta vẫn tiếp tục tiêm vaccine sau 6 tháng ha. Thì mọi người có thể đăng ký kênh cũng như là đặt câu hỏi để chúng tôi có thể trả lời, cung cấp những thông tin hữu ích cho tất cả mọi người nhé. Rồi, xin cảm ơn tất cả mọi người.